xin chào quý vị và các bạn hôm nay kênh món chay tại nhà xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món nấm gom kho lạc một món ăn chay rất là ngon và ăn mặn cũng rất là ngon và đặc biệt cũng rất là dễ làm luôn nấm gom thì ngọt giòn kho lạc thì mình kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món nấm gom kho lạc rất là thơm ngon tuyệt vời món này rất là được ưa chuộng luôn nhất là vào những ngày gầm đầu tháng hay cuối tháng Các nguyên liệu và gia vị của mình thì gồm có Một tô nấm gom này khoảng nửa kg Nấm gom tròn tròn không à Và nấm trắng trắng Cũng rất là ngon luôn Nấm gom thì ở miền Tây Có rất là nhiều luôn Hồi mình sẽ ngâm qua nước muối nha quý vị Trước khi mình sẽ kho lạc Các nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có Các tép tỏi Của hành tím Các trái ớt Các cọng hành lá Gia vị thì gồm có Muối bột ngọt, bột niêm, đường, nước mắm chay, nước màu và dầu ăn. Nước mắm chai nha quý vị, rất là thơm, rất là ngon luôn. Các nguyên liệu mà để làm món nấm gom kho lạc thì cũng rất là đơn giản và cũng rất là dễ tìm. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình kho nha quý vị. nấm gom trước tiên thì mình sẽ cho vào trong cái tô rồi sau đó mình sẽ cho hai ly nước lọc vào rồi mình cho khoảng hai muỗng canh muối bọt vào nấm gom thì mình sẽ ngâm qua nước muối nha quý vị để cho nó loại bỏ đi những cái chất mà không có tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn rồi trong lúc mình ngâm mới quý vị những nấm nào bự bự thì mình sẽ chẻ ra làm hai hoặc là chẻ ra làm 4. Mình mua nấm tròn tròn mình kho nó sẽ rất là ngon nha quý vị. Nấm gôm thì ở miền Tây có quanh năm luôn. Bây giờ người dân trồng nấm gôm rất là nhiều. Cải thiện đời sống người dân cũng rất là nhiều luôn nha quý vị. Các cọng hành lá thì mình cũng sắt nhỏ nhỏ ra luôn. Để khi nào mà nấm gom kho lạc của mình chín, mình sẽ cho vào. Có hành lá cũng rất là thơm và ngon. Củ hành tím thì mình đập cho nó dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó nhiễn ra luôn để nữa mình phi. Hôm nay mình sử dụng một củ hành tím. Tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập ra luôn. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn luôn để nữa mình phi chung với củ hành tím. Có tỏi và hành tím nhiều cũng rất là thơm khi mà mình phi lên. Ớt thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn. Để nữa mình phi luôn. Hôm nay mình sử dụng hai trái ớt và một số ớt trái nữa nghe quý vị và tô nấm rơm thì mình sẽ cho các gia vị vào thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối nửa muỗng cà phê bột niêm nửa muỗng cà phê bột ngọt và nước mắm thì mình cho cũng khoảng nửa muỗng cà phê nước mắm rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị nó sẽ thấm và đều vào các nấm rơm rồi sau đó mình để khoảng 15 đến 20 phút nha quý vị trước khi mình kho, tại vì mình để càng hơi lâu thì các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào núm gơm. Lúc đó mình kho nó sẽ rất là đậm đà và rất là ngon. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Hôm nay mình kho trong cái chảo này luôn nha quý vị. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho cái phần tỏi và hành tím vào để mình phi. Nếu nhà mình ăn hừng chay thì có thể mình thay thế tỏi, hành tím, hành lá bằng hành bơ ro nghe quý vị tại nhà mình ăn chay không thường à cho nên mình sử dụng à, tỏi hành tím hành lá luôn trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên luôn để cho tỏi và hành tím nó vàng đều lên và bây giờ mình cho ớt sắc vào để mình phi luôn có vị cái cay của ớt cũng rất là ngon nếu nhà mình ăn cay không được thì có thể mình bỏ qua cái phần ớt cũng được nghe quý vị và bây giờ mình sẽ à, cho Nguyên ly nước lọc vào Tại vì cái phần tỏi, hành tím và ớt Mình phi nó rất là vàng Rất là thơm rồi Cho nên mình cho nước lọc vào Và bây giờ mình cho các gia vị vào luôn Thì mình cho cũng khoảng nửa muỗng cà phê muối Khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt Khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê đường cát và 1 phần 3 muỗng cà phê bột niêm và nước mắm thì mình cho khoảng một muỗng canh nước mắm nha quý vị và nước màu thì mình cho khoảng hai muỗng canh nước màu các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình mà mình niêm sao cho nó vừa ăn hợp với khẩu vị ở nhà mình nha quý vị mình kho lạc thì mỗi một gia vị thì mình niêm một ít thôi Tại vì mình kho lạc nên các gia vị mình niêm nó ít hơn so với bình thường nha quý vị Và mình đảo đều lên để cho các gia vị nó tan hết trong cái chảo chút xíu mình kho Và bây giờ nó rất là sôi nè quý vị Thì mình sẽ cho nguyên tô nấm rơm vào luôn Tô nấm rơm nãy giờ mình để cũng khoảng 20 phút rồi các gia vị cũng thấm rất là sâu rồi và bây giờ mình cho vào trong cái chảo để mình kho và trong cái thời gian kho thì mình để lửa riêu riêu hơn nha quý vị nhỏ nhỏ thôi để cho nấm rơm của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ mình kho như vậy đến khi nó chín thì nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon và trong cái lúc mình kho quý vị thì lâu lâu mình cũng đảo một vài lần nha quý vị để cho nấm gôm của mình nó chín đều hơn và nó ngắm các gia vị đều hơn. Đó, và sau một hồi nào quý vị, nấm gôm kho lạc của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Rất là thơm luôn, trông rất là hấp dẫn. Và bây giờ mình sẽ cho hành lá vào luôn và các trái ớt mình cho vào luôn. Ớt thì có vị cay cay, rất là thơm và rất là ngon. Rồi sau đó mình sẽ tắt lửa nha quý vị. Chuẩn bị mình múc ra để mình dùng trong bữa cơm ở gia đình mình. Hôm nay nhà mình ăn chay không thường. Đó quý vị thấy rất là hấp dẫn luôn nguyên chảo nấm gom kho lạc của mình cũng đã chín rồi nào quý vị trông rất là hấp dẫn nấm gom thì làm được rất là nhiều món ngon trong đó có món nấm gom kho lạc khỏi phải nói rất là ngon tuyệt vời ăn rất là hao cơm luôn món này ăn chay rất là ngon ăn mặn thì cũng rất là ngon luôn nghe quý vị chay mặn đều ăn rất là ngon và bây giờ mình sẽ múc hết ra dĩa luôn hôm nay nhà mình kho đầy một dĩa núm gơm luôn kho lạc khoảng nửa ký núm gơm nghe quý vị nếu nhà mình nhìn đông thì có thể mình kho nhiều hơn và bây giờ mình quay cần lại nè quý vị nguyên dĩa nấm gơm kho lạc rất là ngon nấm gơm thì giòn ngọt làm được rất là nhiều món ngon rồi kết hợp thêm một số gia vị nữa và các nguyên liệu khác nữa làm cho món nấm gơm kho lạc của mình rất là thơm ngon tuyệt vời món này ăn rất là hao cơm luôn và rất là được ưa chuộng quà đã hành phẩm ở đó quý vị rồi có món chay tại nhà xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau cảm ơn quý vị đã theo dõi cảm ơn quý vị rất nhiều